Sáng ngày 2 tháng 11 năm 2024, nhằm ngày 2 tháng 10 năm Giáp Thìn, tại chùa Thiện Quang, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã diễn ra đại lễ khánh thành tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm và hai bảo tháp Xá Lợi miền Trung. Buổi lễ thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử, người dân địa phương. Quang Lâm chứng minh tham dự có trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Minh Trí, Hòa Thượng Thích Giác Sơn, Hòa Thượng Thích Ấn Chánh, đồng thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Hòa Thượng Thích Trí Phát, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Hòa Thượng Thích Giác Liêm, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Hòa Thượng Thích Lệ Lạc, ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cùng chư tôn giáo phẩm, Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức ban chứng minh, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận và một số tỉnh thành khác. Tham dự đại lễ còn có ông Huỳnh Văn Tý, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, ông Đặng Hồng Sĩ, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, ông Nguyễn Minh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Võ Thanh Bình, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ông Dương Xuân Sơn, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Lại Văn Loan, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Thủy, phó vụ 6 viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Nguyễn Linh Nhân, phó ban dân vận tỉnh ủy, ông Phan Tuấn Khanh, phó ban tôn giáo tỉnh, thượng tá Huỳnh Hữu Kim, trưởng phòng PA02 công an tỉnh, ông Nguyễn Văn Luân, phó bí thư thường trực thành ủy Phan Thiết, ông Nguyễn Nam Long, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các vị lãnh đạo cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Thuận, thành phố Phan Thiết và địa phương sở tại. Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia vị, chào quốc kỳ đạo kỳ và phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chư anh linh thánh tử đạo. Tiếp đó là tiết mục đánh trống lân sư đồng sôi động chào mừng sự kiện đại lễ khánh thành đề niềm hỷ lạc. Phát biểu khai mạc, Đại Đức Thích Phước Trung, trụ trì chùa Thiện Quang, trưởng ban tổ chức nhấn mạnh công trình văn hóa tâm linh tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm và hai bảo tháp Xá Lợi miền Trung tại chùa Thiện Quang là minh chứng về một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, sự hòa quyện giữa dân tộc và Phật giáo. Công trình ý nghĩa này giúp cho Phật tử bá tánh thập phương đến lễ bái, khấn nguyện, chiêm bái, chuyển đổi mọi biến cố bất an thành pháp lành thanh tịnh, quán tưởng về hạnh nguyện của Quan Thế Âm, Bồ Tát, đó là lắng nghe và thấu hiểu để hóa giải cho chúng sinh đại từ đại bi, cứu khổ, giúp tha nhân xây dựng niềm tin chân chính, an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống. Báo cáo quá trình xây dựng, Phật tử Hồ Thị Diễm Trang cho biết, tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm được khởi công xây dựng nhân ngày vía Quan Thế Âm đản sinh 19 tháng 2 âm lịch năm 2020. Một năm sau nhân ngày vía Quan Thế Âm thành đạo, tức ngày 19 tháng 6 âm lịch, chùa tiếp tục khởi công xây dựng hai ngôi bảo tháp Xá Lợi miền Trung. Cả hai công trình được hoàn thành vào năm 2022 sau 699 ngày thi công. Với sự nỗ lực của Đại Đức trụ trì, sự quan tâm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các cấp chính quyền, cùng sự trợ duyên hỗ trợ góp công sức không nhỏ của chư tôn đức tăng ni Phật tử tín tâm gần xa, khu vực tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm được đặt bên cạnh ngôi chánh điện, tượng cao 39 mét, cùng hàng chục tôn tượng ứng với những hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở hai bên tượng Bồ Tát là hai bảo tháp Xá Lợi với lối kiến trúc của Phật giáo mang đậm bản sắc dân tộc. Nhân lễ khánh thành, nhiều lãng hoa, phần quà của chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, các huyện, thị thành và lãnh đạo chính quyền các cấp được trao tặng đến Đại Đức Thích Phước Trung, chúc mừng cho công trình tâm linh ý nghĩa được thành tựu viên mãn. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thiện Nghiệp cho biết, chùa Thiện Quang là một trong những cơ sở thờ tự trang nghiêm thanh tịnh, thu hút được nhiều đạo hữu và du khách gần xa đến chiêm bái ngưỡng vọng, góp phần truyền bá Phật pháp, phát huy tinh thần từ bi trí tuệ của đạo Phật. Ngoài ra, chùa Thiện Quang cũng đảm đóng góp công sức thực hiện nhiều việc làm tốt đời đẹp đạo. Thay mặt chính quyền địa phương, ông chúc mừng chùa Thiện Quang cùng bà con Phật tử và tin tưởng rằng trong thời gian tới, bên cạnh gìn giữ nét trang nghiêm thanh tịnh của ngôi chùa, quý bà con Phật tử dưới sự hướng dẫn của Đại Đức trụ trì sẽ luôn đoàn kết,
phát huy tinh thần tương thân tương ái, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân đối với đất nước và địa phương. Ban lời đạo từ, Hòa Thượng Thích Minh Trí nhắc lại hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm, người lắng nghe âm thanh của thế gian, thể hiện lòng từ bi vô bờ bến của Ngài đối với chúng sinh, luôn lắng nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện để cứu độ và giúp đỡ những ai đang khổ đau. Hòa Thượng tán thán công đức Đại Đức Trụ Trì và Phật tử Bổn Tự đã tôn tạo công trình văn hóa tâm linh Quan Thế Âm và hai bảo tháp Xá Lợi miền Trung, tạo thêm cảnh quan trang nghiêm thanh tịnh cho ba tánh thập phương đến tham quan lễ bái, cũng như tán thán tinh thần hiếu hạnh của Đại Đức Trụ Trì và gia quyến nhân dịp lễ khánh thành, cũng đã tổ chức trang nghiêm lễ chung thất trai tuần của chân đinh cụ bà Nguyễn Thị Ba, tự Nguyễn Thị Hường, pháp danh Nhật Sanh, là ngoại tổ của Đại Đức Trụ Trì. Hòa Thượng thay mặt Chư Tôn Đức nương theo uy đức nguyện lực của Chư Tôn Giáo Phẩm, nguyện cầu chân linh cụ bà được siêu sinh tịnh độ. Sau lễ hành chánh, Chư Tôn Giáo Phẩm cùng các vị khách quý thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức khánh thành tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và hai bảo tháp Xá Lợi miền Trung. Tiếp đó, Chư Tôn Đức niêm hương bạch Phật, tụng kinh trì chú sái tịnh và chú nguyện cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.